À, lấy cho mà đó concept mới tiết những gì tại tôn chỉ mới virtual routing and forwarding. Cái nước nông layer 2 dừng bài đến bị concept virtual local area network. Cho nên nông switch nông layer 2 bên này để dân trong bài broadcast domain. Cứ dân ai bắt cả VLAN đầm bài separate broadcast domain được nông switch. Cho nên bên này để dân bắt cả virtual local area network vì hạ bây đôi chỉ dân tập bắt cả cone switch. Bạn này ta bắt cả cone switch tui nhé. Hay associate port nó có physical switch cho tất cả cone switch nhé. Chúng vì bắt cả chỉ cone switch tui nó có switch tại mùi. Cho nó lên router dân ai thường dân cả đó. Bên này để dân tin như router máu rồi có router dân thông mây trái. Cứ vì mấy router thêm bó tầm mùi vậy. Vì ai mấy router thêm bó cho ra này. Chẳng thơ mấy đảm bây giờ dân ai mấy router thêm bó cho ra. Hay dân ai control with separately. Trên cái nông năng requirement của dưỡng trời cao bài năng cứ dưỡng trời pra technology mô chung VOF rồi có virtual routing and forwarding. Trong virtual routing and forwarding vì chứa technology mô pra đầm bấy separate rồi có bộ bài rồi có virtualize physical router mô ở tới chứa logical rồi có virtual router chứa ràng điện. Ok dưỡng bài này thay router interface routing table hay nâng forwarding table cứ completely isolate. Bên này để dân thơ VOF chân router nâng vì miền routing table independent vì ở miền bạc bọn dì mùi nâng routing table rồi bó global này. Chân nâng cứ chi feature là o mùi rồi bó VOF. Ok chân nâng VOF bên này để dân ọt toàn bằng bài gì tầng ọ dù miền global VOF. Global VOF nâng cứ chia parent VOF dial dương control thoa mà đà nâng. Ok trên chữ tu tới bên này để dương miền global VOF cứ tiên trở miền global routing table. Cho nên không cả này bởi dương cứ dương miền global routing table. Nhưng every router VOF maintain separate routing table. Chúng bên này để dương byte ở đây ở dân miền router mới. Ok dạ nơi lên lô bọt card erasion chẳng ở đây ở dân miền router mới. Ôi nhầm cú chẳng ở đây dân miền router mới dân miền global chẳng nên không global dân ai bật card VOF đừng không nâng chẳng bên này để dân control hai nằm VOF cứ vì miền different control hay nằm forwarding plane chứ vì order interrelated cứ vì khó khăn nhé chứ mà này thả mấy bà này thả là router mối bên này đã vì miền separate control plane hay nằm forwarding plane cứ dân ai configure overlapping IP address range ủ tí hoa ta dân miền interface mối mà rồi cao bì mà rồi bày chụy mùi chụy mối interface mối tiết có dân ai bà cát IP đôi khăn nhé này. Ok chứ đôi khăn nhé chúng bây giờ F create segmentation between network interface. Cho nên nó router mới. Ở đây ta interface mới này thật là nó global. Interface mới này thật là nó. Ở đây ta VOF mới. Giờ mà này ta interface pi nó cứ trở bán bài chạy pi kia, trở bán isolate pi kia. Chúng mà này thay dựng thuở Network Interface Segmentation. Chúng interface pi nâng có bất tập viên nơi lỡ router tầm mối. Vẫn ta lỡ vì trở bàn thuở Isolation Record Segmentation bikini. Chẳng là những ai thuở viết based lỡ Physical Interface based lỡ Sub Interface bàn đi kì. Chúng bên này đi configure via app lỡ router dựng ensure thập hạt nâng trở bàn Isolate bikini ensure network security ពួក ấy ឥឡូវ interface 2 ហ្នឹងគឺ អាច communicate មួយគ្នាបានទេ តោះតែ មាន layer 3 device ដើម្បី ឲ្យ វា communicate គ្នាបាន ជំនួសទៀត វា អាច improve layer encryption traffic ហើយ ចាំបាច់ មាន អីគេ maintain privacy between VOF instance
chẳng đấy cứ chỉ rụp phép đại dương và hai thật ta bên đại dương auto configure VOF hai bên đại dương configure VOF thì có khi bài mình chẳng rụp phép đại kế và hai này cái trong màn đề tha dương miền global routing table traffic bên đại vi rốt chỗ chỉ gắn xôn mũi việc egress vi nên chạy vi chỉ gắn xôn vi và ta nên không có lại này ổn chẳng ấy dương gây tha routing table miền pi ở lần miền routing table xong rạp global phong miền routing table xong rạp VOF phong chứ nếu không hô nếu Cisco router bên này để dùng chọn bậc cả VOF cứ dùng ai cho tới vài comment dùng vài VOF definition chứ bên này để dùng vài VOF definition cứ dùng ai cho tới bậc cả VOF ok trên chỉ tu tới bên này để dùng chọn bậc cả VOF cứ dùng vài VOF definition chúng đã chmui về chmui các bạn đấy. Hai dùng vai comment IP dùng vai address family IPv4. Biết thà address family IPv4 nưng kê chong ỏi VOF nưng miền IPv4 function. Bởi technically bên này dùng bậc cả VOF hạ bởi đôi dùng bậc cả router virtual mũi chứ. Chứ bên dùng bậc cả router virtual mũi dùng trở vai address family IPv4 đảm bởi prap VOF nưng thà vì miền vì trở miễn IPv4 function unicast chẳng bên này để dùng vài IP address address family IPv4 dùng cái bông tay enable routing unicast IPv4 ao vì em muốn chẳng bên này để dùng cho associate interface dùng IPv4 interface ha associate cho được không vì em muốn một tiếng dùng ai associate VOF cho tới cái này đi VOF forwarding cho tới cái interface mode chứ anh miền miền pi chấm rớt thì anh follow bạn bạn nâng ấy đôi switch chẳng chẳng đôi switch bởi ta đôi chia đôi ạ xe chẳng á đôi ạ xe port chẳng bởi tỏ mà tiếp chẳng ai đã IP ấy vì chẳng lẽ dương cho mà đào cái này ní dương không phí mình tích chẳng tiêu thay dương miền VOF mua MTMG chẳng dịch tụ tất nâng nông real environment bên này dương miền management ủ tiêu thay nâng nông cái này mối bây dương miền data center và có dương miền management VLAN này chẳng management VLAN vì cô đặt separate bí VLAN xin tiền chính những ai bắt cao VOF definition management chứ nằm bây ai VOF đang miền IPv4 capability những ai vay address family IPv4 nằm bây ở miền IPv4 unicast capability bây giờ dừng vay hai ủ tí hoa thà khu nô đi khu bài mình bởi nhóm nhóm chọn ai cái là dùng tiền vào cái này chứ là đảm bảo tiền hoa nó nhung cả router mới thay mà sửa luôn chứ thì như mình router pi ok hay mình router bay mới được cái champion thì sinh cho nên nó bỏ cái ao dương bậc cả management cái ao dương bậc cả management cái ao dương bậc cả management ok chứ nên không router bộ dương phải chỉ interface với đôi khi nên strong thế để sai interface bộ dương đi vì chỉ ethernet interface chỉ bộ dương ethernet interface
chẳng ở đây đi còn đây Ethernet chỉ cả cho nên trong cả này nữa cứ dùng cho tới căn Ethernet zone zone dùng wi IP bên này về đôi lúc thì họ bây giờ dùng cho tới Ethernet zone mới đọc chỉ buôn chỉ mới làm phải buôn dùng cho ta chỉ phí IP address atomi IP address. Với chỉ tôi tới bên này để dùng đặt IP address hay viết hay dùng đặt VOF với bật IP là ngay chân kia toàn đại, tập bộ kia toàn đại. Đây cho VOF definition, MGMT, dùng đặt dùng vài cái mệnh IP address family, đảm bảo enable unicast. Chẳng lẽ dùng cho router DP dùng tiếng interface nâng cho tới can VOF MGMT. Chắc bây giờ quay mà comment nâng bạn này thay dưỡng cầm bông tại tiếng interface mới nữa cho tới nông VOF MGMT. Chắc bạn này tại interface nâng lên nơi global tiết đây IP ở phía đọc chữ số chữ bây chữ mũi lâu thì họ tha không cả này nhóm IP hai nhóm enable VOF chẳng mơ thì họ ta nhóm là IP vi hai nhóm ở enable VOF vậy giờ khi này off thì khi tham mình vì tha IP nó overlap với technically vẫn đang ở tha trong router tầm mũi dương ở ai miền dương ở ai miền IP trong rang tầm mũi tỷ chẳng lẽ bạn này tha interface mũi này cầm bông tầm miền IP này và tại dân đã mối tiết đạt cả đi để sai cái nhưng mà toàn này bố viết cho được nông VOF vì nhắn bên này nhưng mà này bố viết cho được nông VOF hỏi nhưng mà đã IP cho anh này bà này ok chẳng này đọc nha bạn khuyên bị bà chạy cái tế bố VOF vậy chứ thôi mà đã dân là đã IP cho anh này bà này thế nó ra tớ bên này đã IP cho anh này bên overlap phần tiếp bên này thì dùng pra VOF dùng khởi thay vì auto overlap bộ ấy port bên này cứ trở bàn separate cho tới khnông MGMT port bên này cứ đã cho tới khnông global chẳng mà này thay vì ai pra overlapping IP bạn chẳng có thể là bây giờ chọn show interface brief dùng ai show interface brief VOF chẳng bên này để dùng trong show specific VOF hình ai vài IP VOF interface brief IP VOF ok anh ấy còn là mới có mà mới interface kia đi và dùng trong show IP route VOF MGMT trên bên này để dùng vai của mình bài này bên này để dùng show routing table và tại specific xung rạp VOF này trên này có nông cả này nâng dùng min IP bên này ok đã đợi đây mà can interface P này để dùng bàn assign cho tất nông VOF trên bên này để dùng run routing protocol rồi có thử static route có dùng trời consider đây ủa thì ở đây dùng trong thử static route nông VOF có dùng trời consider VOF này thì ở đây chẳng dừng travail việc ở đây đảm bảo ở dân thương static đó nên không việc chẳng là những chiên đào tìm cho bấy nên ọc này mình xin nối để tôn chụp mọi những virtual router forwarding nên không này còn là chiên introduction này vâng chẳng là virtual router forwarding application xin khan bộ viết cứ nơi không MPLS L3 VPN chấm bên nước nông MPLS L3 VPN bên này đã ISP trong provide L3 VPN ở client cứ VPN rất quan trọng buổi bên này đã dùng miền client chán dùng trong provide control plane và forwarding plane của client dùng trong ai traffic ở bộ client mới hay là client mới thiết mới chụp này cho nên cứ ở đây nông cả này nước bên này để dùng trong manage
client ច្រើន នៅ ក្នុង infrastructure តែ មួយ ហើយ កុំ ឲ្យ traffic របស់ client ហ្នឹង មិច ចូល គ្នា ទៀត VRF គឺ ជា ជម្រើស មួយ ដែល យើង តែង តែ ប្រើ ប្រាស់ ជាមួយ នឹង MPLS L3 VPN application វា សំខាន់ គឺ MPLS L3 VPN ហើយ VRF តាម ខ្ញុំ ធ្លាប់ ធ្វើ ការ វា មាន អត្ថ ប្រយោជន៍ មួយ ទៀត ពេល ណា ដែល យើង ចង់ ធ្វើ network segmentation នៅ ក្នុង data center ឧទាហរណ៍ ថា យើង ចង់ ធ្វើ ឧទាហរណ៍ នៅ ក្នុង នេះ ខ្ញុំ និយាយ ក្រៅ មេរៀន បន្តិច ពួក នៅ ក្នុង scenario ខ្លះ នៅ ក្នុង scenario ខ្លះ យើង មាន firewall នៅ ខាង លើ ចេះ ក្នុង firewall ហ្នឹង អ្នក អ្នក គ្នា ប្រហែល ជា ដឹង ហើយ ថា firewall ក៏ មាន virtual router forwarding ដែរ តែ នៅ ក្នុង firewall term គេ អាច ប្រើ virtual router forwarding ឯង firewall ឧទាហរណ៍ នៅ fortinet ចឹង គេ ហៅ វា ថា ជា virtual domain នៅ ក្នុង Palo Alto គេ ហៅ វា ថា ជា VSIS នៅ ក្នុង Huawei គេ ហៅ វា ថា ជា VSIS អូខេ ចឹង នេះ សត្វ ជា term របស់ vendor ប៉ុន្តែ typically វា គឺ ជា virtual router forwarding ចឹង ហេតុ អី បាន firewall ត្រូវ ការ feature ហ្នឹង គេ ត្រូវ ការ feature ហ្នឹង ដើម្បី ឲ្យ អតិថិជន ដែល ប្រើ ប្រាស់ firewall របស់ គេ ហ្នឹង មាន លទ្ធភាព control ធ្វើ route ធ្វើ គេ ធ្វើ segmentation នៅ ក្នុង data center ចឹង បើ ន័យ ថា យើង មាន firewall អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ កន្លែង នេះ អី គេ ឧទាហរណ៍ ក្រុម ហ៊ុន យើង មាន research department ដែល secret អត់ ឲ្យ យើង ចង់ filter គាត់ អី អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង ចំពោះ research department ហ្នឹង យើង assign ចូល VDOM ឬក៏ VSIS ឬក៏ VOF research អញ្ចឹង យើង អាច ធ្វើ ឲ្យ traffic របស់ គាត់ ហ្នឹង separate ពី អ្នក ផ្សេង ទាំង អស់ ព្រោះ នៅ ក្នុង organization មួយ កន្លែង ខ្លះ ប្រកប ជា secure ជាង កន្លែង ខ្លះ ទៀត នៅ ក្នុង ករណី ហ្នឹង យើង អាច take advantage a technology VOF ហ្នឹង ដើម្បី ធ្វើ isolation ឬក៏ segmentation នៅ ក្នុង organization របស់ យើង ព្រោះ បើសិន ជា អ្នក ទាំង អស់ ធ្លាប់ ធ្វើ firewall យើង ដឹង ហើយ ថា firewall អាច ធ្វើ segmentation based លើ zone ឬ ក៏ ពួក ZPD ពួក zone based firewall ប៉ុន្តែ បើសិន យើង ប្រើ ពួក technology បែប នេះ គឺ បាន ន័យ ថា វា isolation វា further ជាង ធ្វើ zone ទៀត តាម បទ ពិសោធន៍ របស់ ខ្ញុំ គឺ យើង អាច ធ្វើ អញ្ចឹង បាន ធ្វើ firewall segmentation ហើយ មួយ ទៀត បើសិន ជា network design ពេល ខ្លះ នៅ ក្នុង organization ខ្លះ យើង មាន firewall មួយ អញ្ចឹង ប្រកាស ជា យើង មាន ការ connect ទៅ កាន់ network ខាង ក្រៅ ច្រើន ឯង ឧទាហរណ៍ ថា យើង connect ទៅ កាន់ internet យើង connect ទៅ កាន់ site ហើយ យើង connect ទៅ កាន់ partner ឬ ក៏ ជា ដៃគូ ឯង ដែល ត្រូវ ធ្វើ VPN ជាមួយ យើង អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ករណី ហ្នឹង ឯង ពេល ណា ដែល យើង អត់ ធ្វើ VOF ឬ ក៏ ធ្វើ firewall segmentation គឺ យើង នឹង ពិបាក control traffic ឯង ជា ពិសេស គឺ control policy នៅ លើ firewall អា ហ្នឹង VOF សំខាន់ ឯង អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ករណី នេះ យើង អាច ពុះ ចែក យើង អាច ពុះ ចែក firewall ជា 3 មួយ សម្រាប់ control traffic ទៅ internet មួយ ទៀត សម្រាប់ control traffic ទៅ site មួយ ទៀត សម្រាប់ control traffic ទៅ partner អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ករណី ហ្នឹង បាន ន័យ ថា យើង អាច មាន លទ្ធភាព ធ្វើ policy ខុស គ្នា ទាំង អស់ អូខេ អញ្ចឹង យើង ងាយ ស្រួល control traffic ជា ជាង យើង ប្រើ firewall តែ មួយ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ករណី បែប ហ្នឹង យើង អាច ធ្វើ firewall segmentation ដើម្បី support requirement របស់ យើង ແລະ ອ້າຍ ມີ ສຸມນວຍ ໃນ ບໍ່ຊັ້ນ ຈະ ອັດ ພາຍ ຍັງ ໃຫ້ ສໍາລັບ ມັນຕິດ ຍັງ ໂຈ ຈໍາ ໂຈ ທີເດຍ ໂຈ EIGOP ບາດນູບາດ